Chào thầy và các bạn, hôm nay nhóm em tiến hành quay video này để giới thiệu môn học về RFID. Nhóm em gồm 3 thành viên, em tên là Nguyễn Minh Hảo. Em tên là Nguyễn Vũ Thạch. Em tên là Nguyễn Hữu Phước. Và sau đây mời các bạn và thầy coi video của nhóm em. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu RFID là gì, các ứng dụng, cấu tạo bên trong RFID và cách thức làm việc. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm RFID. RFID là công nghệ nhận dạng sóng vô tuyến, là một công nghệ làm việc trên tần số sóng vô tuyến. Công nghệ này được sử dụng để nhận diện một cách tự động những đối tượng hoặc theo dõi các đối tượng. Ở đây, đối tượng có thể là bất kỳ thứ gì, có thể là một cuốn sách trong thư viện, có thể là một sản phẩm trong khu trung tâm mua sắm, hoặc có thể là hàng hóa trong kho, hoặc cũng chính là chiếc xe đạp của bạn. Hoặc không chỉ là các vật thể không sống mà nó còn được sử dụng để theo dõi các vật nuôi. Thẻ RFID được gắn vào các đối tượng muốn theo dõi hoặc nhận dạng. Đầu đọc RFID liên tục đưa sóng radio tới bất kỳ đối tượng nằm trong phạm vi của đầu đọc. Thẻ RFID được sử dụng để truyền tải thông tin phản hồi cho đầu đọc. Nó rất giống với công nghệ được sử dụng trong mã vạch. Nhưng trong trường hợp của mã vạch thì nếu máy quét vào mã vạch thì mã vạch phải ở trong đường ngắm. Còn đối với công nghệ RFID, thẻ và đầu đọc không nhất thiết phải nhìn thấy nhau. Đối tượng chỉ cần nằm trong phạm vi của đầu đọc. Hệ thống RFID gồm hai thành phần cơ bản, đầu đọc và thẻ RFID. Đầu đọc RFID có nhiều kích thước và hình dạng. Có thể là một đầu đọc cầm tay, hoặc có thể là lớn như kích thước đầu đọc mà chúng ta thường thấy ở trong trung tâm mua sắm. Đầu đọc RFID chủ yếu gồm 3 thành phần. Thành phần đầu tiên của bộ đọc là bộ phát tín hiệu RF. Máy phát tín hiệu tạo ra nền sóng radio được truyền đi bằng anten. Ngoài ra, để nhận tín hiệu phản hồi từ thẻ RFID, đầu đọc cũng có một máy thu dò tín hiệu. Để xử lý thông tin được gửi về từ thẻ, đầu đọc còn được trang bị một vi điều khiển hoặc kết nối trực tiếp với máy tính. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ RFID. Hầu hết thẻ RFID được sử dụng hiện nay là thẻ thụ động, do chúng rẻ hơn so với thẻ chủ động và không yêu cầu về nguồn điện. Thẻ thụ động có thể có các kích thước như là một chiếc chìa khóa, hoặc một thẻ tín dụng, hoặc là dưới hình thức một miếng dán. Thành phần đầu tiên mà chúng ta thấy đó là một bộ chuyển đổi. Nhận được sóng radio được phát từ đầu đọc và gửi tín hiệu phản hồi lại. Các thẻ thụ động không có nguồn cung cấp riêng, do đó bộ chuyển đổi được sử dụng để tạo ra năng lượng từ các sóng radio. Năng lượng này được tạo ra từ các sóng radio, được lưu trữ trong các tụ điện. Năng lượng được sử dụng như là một nguồn cung cấp cho bộ điều khiển cũng như các yếu tố bộ nhớ bên trong của thẻ RFID. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến nguyên tắc làm việc của thẻ RFID. RFID hoạt động chủ yếu ở 3 dải tầng, những tần số thấp, cao và siêu cao tầng. Tín hiệu hoạt động ở tần số thấp thì di chuyển ở khoảng cách rất ngắn. Vì vậy, phạm vi sử dụng ở tần số thấp là dưới 10 cm. Ở tần số cao thì có thể lên đến 1 m, và tần số siêu cao tầng thì có thể lên đến 10 cho đến 15 m. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến nguyên tắc làm việc của thẻ RFID. Như đã nói, thẻ RFID sẽ liên tục gửi sóng radio có tần số cụ thể. Sóng radio được gửi từ đầu đọc có một mục đích. Mục đích đầu tiên đó là tạo ra năng lượng cho thẻ RFID thụ động. Thứ hai là cung cấp sung clock cho thẻ. Và thứ ba là hoạt động như một bộ vi xử lý các tín hiệu phản hồi từ thẻ. Trong hệ thống RFID hoạt động ở tần số thấp, đầu đọc và thẻ rất gần với nhau, và vì là do hoạt động trên nguyên tắc là hiện tượng cảm ứng điện tử. Từ trường này được tạo ra bởi đầu đọc RFID cảm ứng với cặp đôi anten của thẻ RFID, và vì hệ thống cảm ứng điện tử, điện áp sẽ được tạo ra trên cuộn dây của thẻ RFID và cung cấp cho bộ điều khiển cũng như các yếu tố bên trong bộ nhớ. Tiếp theo là các ứng dụng nổi bật của công nghệ RFID. Ứng dụng quản lý lưu thông hàng hóa. Đây là ứng dụng tuyệt vời nhất của công nghệ RFID trên cơ sở kết hợp với Internet. GPRS cho phép chúng ta theo dõi được món hàng vận chuyển đã đi đến đâu trong suốt lộ trình vận chuyển, đặc biệt với những hàng hóa quan trọng. Việc vận chuyển xuyên biển, đường dài giúp việc theo dõi, kiểm tra, giám sát trở nên cực kỳ đơn giản. Ứng dụng quản lý kho hàng.
công nghệ RFID cho vấn đề kiểm tra kho hàng và hàng tồn kho, đặc biệt rất hữu ích cho những kho hàng loại hàng nặng, cồng kềnh. Việc ứng dụng công nghệ RFID cho các kho hàng loại này, cuối mỗi ngày bạn chỉ cần bật thiết bị quét RFID lên, nó sẽ giúp bạn thu thập dữ liệu tất cả các hàng hóa có dán nhãn RFID. Việc còn lại thật đơn giản, bạn chỉ cần đổ dữ liệu vào máy tính và phần mềm kiểm kho sẽ giúp bạn tất cả. Việc này giúp giảm rất nhiều chi phí quản lý kho hàng, kiểm kê kho hàng, tránh được nhiều thất thoát. Ứng dụng quản lý thu phí đường bộ tự động với tần số 900MHz và 245GHz cho phép đọc dữ liệu từ thẻ RFID ở khoảng cách xa, vài mét đến vài chục mét và lướt rất nhanh qua đầu đọc, đã mở ra khả năng ứng dụng hiệu quả vào việc thu phí giao thông đường bộ tự động. Khi các xe không phải dừng lại mua vé như truyền thống mà chỉ cần gắn thẻ RFID trên xe, khi chạy qua đầu đọc sẽ tự nhận dạng và trừ phí tự động. Việc này giúp xe cơ giới lưu thông thuận tiện và tránh kẹt xe tại các điểm thu phí, cũng như thất thoát từ việc thu phí theo truyền thống. Bên cạnh những ứng dụng nổi bật đó, còn có rất nhiều những ứng dụng thiết thực cho quản lý như quản lý nhà máy, quản lý thư viện, quản lý chấm công, quản lý bãi giữ xe, quản lý nhà ăn, quản lý sinh viên, quản lý bệnh viện, khóa cửa dùng công nghệ RFID, chống trộm xe Honda, vân vân.